Trong khuôn khổ Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 tại Thanh Hóa, sáng nay, ngày 12 tháng 7, giải chạy Vì làn sóng khỏe đã diễn ra sôi động và hấp dẫn với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam và các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước. Vào khoảng 5 giờ sáng nay, ngày 12 tháng 7, hơn 300 vận động viên là các cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên tham gia Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 đã tập trung về khu đô thị Vinhome Star City Thanh Hóa để tham gia giải chạy Vì làn sóng khỏe với cự ly 5.000m dành cho cả nam và nữ. Mục đích mà giải chạy hướng tới là truyền cảm hứng rèn luyện sức khỏe cho các phóng viên, nhà báo trên toàn quốc. Qua đó, tạo sự gắn kết mối quan hệ thân thiết giữa những người làm báo phát thanh ở các vùng miền, đồng thời quảng bá hoạt động Liên hoan phát thanh toàn quốc đang diễn ra tại Thanh Hóa cũng như vùng đất và con người xứ Thanh. Kết thúc các nội dung thi đấu, ban tổ chức đã trao huy chương và phần thưởng cho các chân chạy giành giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba ở hai nội dung của nam và nữ. Bên cạnh đó, tất cả các vận động viên hoàn thành đường chạy đều nhận kỷ niệm chương từ ban tổ chức.